Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn Channel Long Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2023. Long Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và bạn sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Miền Nam California, Ossipee and Avan Center đang cần tuyển hơn 1.000 nhân viên thời vụ, Los Angeles California ít nhất là một người thiệt mạng sau vụ nổ súng ở giao lộ đông người ở Venice. Lén vào phòng ngậm ngón chân của khách, người quản lý khách sạn ở Tennessee đã bị bắt. Giáo phận Công giáo Auckland, Bắc California nộp đơn xin phá sản vì 330 đơn kiện lạm dụng tình dục. Tài xế xe bus cho người khuyết tật ở Orange County, California, đình công. Hơn 2 phần 5 những người thế hệ baby boomers sắp đến tuổi về hưu mà không có khoản tiết kiệm hưu trí nào. Tính từ Houston, Khoi Trần 20 tuổi, Gavin Trần 19 tuổi bị bắn thiệt mạng tại một bãi đậu xe. Nạn nhân vụ thảm sát ở Texas, gia đình gốc Đại Hàng, 4 người đã chết hết ba. Texas, Hạ Viện thông qua dự luật tăng độ tuổi mua vũ khí tấn công. Người Trung Quốc gặp khó khăn khi mua bất động sản ở tiểu bang Florida. Tổng thống Joe Biden và ông McCarthy sẽ đàm phán về mức nợ công khi tình trạng vỡ nợ sắp xảy ra. Giá vàng thế giới và những diễn biến ảnh hưởng đến giá vàng. Thị trưởng Ba Lan tử vong tại Ý vì không may rơi xuống đất từ cửa sổ. Thủ tướng Đức nói rằng đang đối đầu và cạnh tranh với Trung Quốc, Liên minh châu Âu cần nhanh chóng thương mại tự do với nhiều nước khác. Ukraine báo động không kích 2 phần 3 của đất nước. Trung Quốc vừa ra đòn trả đũa Canada vì vụ trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc. Tính từ Hồng Kông, phiên tòa đầu tiên vụ giết hại người mẫu Thái Thiên Phượng. Cô giáo đại hàng làm thiệt mạng cậu bé Việt Nam bị 19 năm tù cha mẹ cậu bé xin tòa đại hàng tăng án. Tin Việt Nam, Úc phản hồi tuyên bố của phía Việt Nam về cờ vàng trên đồng tiền lưu niệm. Thưa quý vị, tin đầu tiên của trường ngày hôm nay, miền Nam California, Osife and Event Center đang cần tuyển hơn 1.000 nhân viên thời vụ. Ban tổ chức Osife and Event Center cần tuyển nhân viên thời vụ seasonal để làm những công việc trong mùa hè. Chủ đề của hội trợ năm nay là Happy Together. Theo báo New Santa Ana, Hội trợ Happy Together bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8. Theo tin tuyển dụng, OC Fair and Event Center sẽ tuyển hơn 1.000 nhân viên từ 16 tuổi trở lên trong thời gian này. Những công việc cần tuyển được đăng trực tuyến tại ocfair.com. OC Fair and Event Center sẽ tổ chức một đợt tuyển dụng lúc 9 giờ sáng của ngày 3 tháng 6. Hầu hết các công việc tuyển dụng là thời vụ, bán thời gian, với các cơ hội xây dựng triển lãm, làm nhân viên soát vé, phụ tá hành chính hoặc đại diện dịch vụ khách hàng. Các bộ phận như bãi đậu xe, an ninh, vệ sinh, cảnh quan, bảo trì và tuyển sinh cũng đang nhận thêm nhân viên. Ngoài ra còn có một số công việc lâu dài. Các quyền lợi cho các nhân viên là vào cửa OC Fair miễn phí, mua vé giảm giá cho bạn bè và gia đình và có cơ hội giành được học bổng dành cho nhân viên còn đi học. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập ocfair com jobs hoặc liên lạc với số điện thoại 714-708-1563 từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ocifan Event Center sẽ tổ chức một đợt tuyển dụng vào ngày 3 tháng 6 từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa số 88 Fairtrade Costa Mesa sẽ phỏng vấn và nhận việc ngay tại chỗ. Los Angeles, California ít nhất là một người thiệt mạng sau vụ nổ súng ở giao lộ đông người ở Venice. Cảnh sát Los Angeles nói có ít nhất một người đã thiệt mạng sau vụ nổ súng xảy ra tại một giao lộ đông đúc ở Venice vào chiều ngày thứ hai. Vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ 15 phút chiều tại xa lộ 90 và đại lộ Lincoln. Video từ SkyFive cho thấy một chiếc Volkswagen 4 cửa màu tối đậu trên đường với chiếc liều điều tra màu trắng che một phần của chiếc xe. Những chiếc liều đó thường được nhìn thấy tại nơi xảy ra những vụ giết người. Cảnh sát nhận rằng một người đã thiệt mạng Nghi phạm trong vụ nổ súng được cho là đang lái chiếc Kia 4 cửa màu đen, chiếc xe được nhìn thấy lần cuối khi lái về hướng bắc trên đại lộ Lincoln. Mặc dù động cơ của vụ nổ súng đang được cảnh sát điều tra, cảnh sát cho biết cơn thịnh nộ khi lái xe trên đường có thể đóng một vai trò quan trọng trong vụ này. Lén vào phòng ngậm ngón chân của khách, người quản lý khách sạn ở Tennessee đã bị bắt Người quản lý khách sạn ở Tennessee bị truy tố tội đột nhập và tấn công nghiêm trọng sau khi lẻn vào phòng của khách lúc nửa đêm để ngậm ngón chân. Cảnh sát loan báo vào ngày thứ Hai ngày 8 tháng 5. Ông David Neal, 52 tuổi, người quản lý khách sạn Hilton Nashville Downtown Hotel bị bắt sau khi người khách Peter Brennan tố cáo ông đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì bị ông Neal Nút ngón chân nút 5 giờ sáng ngày 30 tháng 3, Sở Cảnh sát Nashville MPD cho hay, ông Brandon là cư dân Texas đã tới Nashville để dự hội nghị. Ông Neil làm chìa khóa phụ để lẻn vô phòng của ông Brandon. Ông Brandon lập tức nhận ra ông Neil vì ngày hôm trước, ông Neil có đến đó cùng nhân viên khác của khách sạn để sửa TV. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông Neil đã thú nhận vô phòng của ông Brandon, nhưng khẳng định ông vô phòng vì có mùi khói và ông muốn kiểm tra ông Brennan có bị sao không theo NBD. Ông Neal không thông báo vụ này với nhân viên bảo vệ và cũng không có báo cáo nào về mùi khói trong khách sạn ngày hôm đó. NBD cho hay khi cảnh sát hỏi chìa khóa phòng đó ở đâu, ông Neal nói ông đã quăng rồi. Cảnh sát không tìm thấy chìa khóa phòng đó. Ông Brennan làm đơn kiện ông Neal, Hilton Nashville Downtown Hotel và Hilton Resort Corporation, công ty sở hữu và điều hành khách sạn này. Ông Neal bị bắt tại nhà tại Lebanon, Tennessee. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, tính đến ngày thứ Hai thì ông vẫn bị giam giữ với tiền thế chân tại ngoại là 27.000 đô la. Giáo phận Công giáo Oakland, Bắc California nộp đơn xin phá sản vì 330 đơn kiện lạm dụng tình dục. Giáo phận Công giáo Oakland miền Bắc California thông báo vào ngày thứ Hai rằng họ đã nộp đơn xin phá sản, trong khi có 330 vụ kiện lạm dụng tình dục trong cố gắng ổn định tài chính giáo phận. Hầu hết các đơn kiện tập trung vào các tội lạm dụng tình dục xảy ra vào những năm 1960, 1970 và 1980 bởi các linh mục không còn hoạt động trong một vụ hoặc đã qua đời, theo giáo phận cho biết trong một bức thư gửi giáo dân giám mục Michael Barber cho biết giáo phận tin rằng tiến trình này là cách tốt nhất để bảo đảm một kết quả công bằng và bình đẳng cho những người sống sót tất cả các trường công giáo hoạt động trong giáo phận sẽ không bị ảnh hưởng vì chúng là những thực thể pháp lý riêng biệt và không được đưa vào hồ sơ các nhà cung cấp cũng sẽ được chi trả cho tất cả hàng hóa và dịch vụ được cung cấp sau khi nộp đơn theo giáo phận Giáo phận cũng cho biết là số người tham dự thánh lễ công giáo đã giảm 42% vào năm 2021 và nhà thờ cũng đang gặp trở ngại vì những linh mục tuổi ngày càng cao. Tài xế xe bus cho người khuyết tật ở Orange County, California, đình công. Khoảng 260 tài xế xe bus cho người khuyết tật ở Orange County, OC Access đình công vì bị bắt làm ngoài giờ, không được trả lương cho giờ ăn trưa, không được tăng lương như đề nghị, theo báo mạng Voice of OC. Cục giao thông Orange County OCTA cho biết, các tài xế đang tranh chấp với công ty First Transit được OCTA trả tiền để quản lý hệ thống xe cho người khuyết tật. Vì vậy, OCTA không thể đứng ra thương thảo với các tài xế. Ông Eric Carpenter, phát ngôn viên của OCTA cho biết, OCTA chỉ đang quan sát và khuyến khích hai bên tiếp tục thương thảo với nhau. Ông Eric Hernandez, thủ quỹ của nghiệp đoàn Teamster Local 952 cho hay Chúng tôi hiểu ảnh hưởng của cuộc đình công này với những người cao niên và người khuyết tật, không thể lấy xe được. Tuy nhiên, nếu tài xế nghỉ hết thì sẽ không còn tài xế nào nữa. Bà Minton Sanquin, phát ngôn viên của TrangDev, công ty chủ nhân của First Transit đã từ chối phỏng vấn của Voice of OC và chỉ đưa ra một thông cáo. Thông cáo đó cho biết First Transit đang thương thảo với nghiệp đoàn và sẽ ký được thỏa thuận để không làm ảnh hưởng đến nhiều công chúng. First Transit và các tài xế của OC Access bắt đầu thương thảo từ tháng 10 năm ngoái sau khi hợp đồng cho khoảng 350 nhân viên hết hạn. Trong khi các tài xế và First Transit thương thảo, OCTA cho hay họ sẽ tìm cách giúp cho những người bị ảnh hưởng với cuộc đình công và khuyến cáo những người cần sử dụng OC Access tìm cách đi lại khác nếu được. Hơn 2 phần 5 những người thế hệ Baby Boomers sắp đến tuổi về hưu mà không có khoản tiết kiệm hưu trí nào. Thực tế này có thể làm bạn ngạc nhiên nếu bạn là một nhân viên văn phòng điển hình, sống trong một nền văn hóa doanh nghiệp có bảo hiểm hưu trí gần như toàn cầu, được khuyến khích tiết kiệm nửa triệu đô la trở lên trước khi về hưu. Nhưng nhiều người Mỹ làm việc cho các công ty nhỏ hơn, không cung cấp tiền tiết kiệm hưu trí, hoặc tự kinh doanh, hoặc trả lương đủ sống. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2020, chưa đến một phần hai số người Mỹ trong độ tuổi lao động có bất cứ khoản tiết kiệm hưu trí nào. Tỷ lệ tiết kiệm tăng theo độ tuổi nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Trong nhóm tuổi Baby Boomers, gọi là Baby Boomers vì khi Thế chiến thứ hai hay là chiến tranh Triều Tiên kết thúc, những người lính Mỹ trở về nước ảo ạt và sau đó thì những người vợ lính đã sinh con ảo ạt. Đây là độ tuổi khoảng từ 55 đến 64 tuổi thì chỉ có 58% người Mỹ sở hữu tài khoản hưu trí. Tin từ Houston, Khoi Trần 20 tuổi, Gavin Trần 19 tuổi bị bắn thiệt mạng tại một bãi đậu xe. Cảnh sát Houston nói rằng khôi Trần và Gavin Trần bị bắn thiệt mạng tại một bãi đậu xe của khu nhà 8.200 ở Fulton Street, vào tối ngày thứ Sáu trong một giao dịch mua bán dài, cảnh sát đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân tại hiện trường. Sau đó họ cho biết giao dịch diễn ra khi ba người đàn ông gốc Phi châu không rõ danh tính được nhìn thấy trên một chiếc xe Dodge SUV màu xám hoặc bạc. Trong nhóm ba người đàn ông đã ra khỏi xe, lấy một khẩu súng trường và nổ súng. Cảnh sát không cho biết liệu vụ cướp có đứng sau vụ giết người hay việc mua dài có phải là bình phong cho vụ nổ súng hay không. Các nghi phạm vẫn chưa được xác định. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin về vụ bắn này xin liên lạc với ban điều tra án mạng của SPD theo số điện thoại 713-308-3600 hoặc nói chuyện ẩn danh với Crime Stoppers theo số điện thoại 713-222-8477. Nạn nhân vụ thảm sát ở Texas, gia đình gốc đại hàng, 4 người đã chết hết ba. Giới thẩm quyền Texas vừa công bố danh tính của 7 trong số 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát súng ở thành phố Arlen. Có hai gia đình gần như chết hết, ba nạn nhân gia đình họ cho gốc đại hàng. Gia đình này vốn có 4 người, nhưng ba người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng, gồm người cha Cho Ki Song, 37 tuổi, người mẹ Han Shin Yong, 35 tuổi, và con trai James, 3 tuổi. Chỉ còn một bé trai 6 tuổi tên William bị thương nhưng sống sót. Tuy nhiên bé trai này sống cuộc đời còn lại trong thân phận mồ côi. Hai nạn nhân của gia đình họ Mendoza chuyến đi đến Aulin Premium Outlet đánh dấu lần cuối cùng ba mẹ con của gia đình Mendoza sống cạnh nhau trong cuộc đời. Vụ tham sát đã tước đi sinh mạng của hai chị em Daniela Mendoza, học sinh lớp 4, và Sofia Mendoza, học sinh lớp 2. Người mẹ Yuta Mendoza hiện đang nằm tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân Christian hai 20 tuổi, là một nhân viên bảo vệ, được nhiều người thương mến. Christian là một chàng trai ngọt ngào, chu đáo và được cả gia đình vô cùng yêu quý. Người chị gái của anh đã nói với các ký giả, Christian là kiểu người chỉ cần bước vào là trong phòng sẽ sáng bừng lên vì sự hiện diện của anh, theo lời của một người nhân viên trong khu mua sắm. Nạn nhân cuối cùng là một người gốc Ấn Độ, Thaswanya Takikoda, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cô bước sang tuổi 28. Cô là một kỹ sư qua Mỹ để học chương trình cao học. Gia đình của cô chỉ biết than khóc trước bi kịch xảy ra cho con của họ và mong muốn đưa cô về chôn cất tại quê nhà. Texas, Hạ viện thông qua dự luật tăng độ tuổi mua vũ khí tấn công. Hạ viện đã biểu quyết để thông qua dự luật nâng độ tuổi tối thiểu được mua súng trường kiểu AR-15. Theo tin từ New York Times, cuộc bỏ phiếu sơ bộ diễn ra tại State Capitol do đảng Cộng hòa kiểm soát Điều này đáng chú ý là nó xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Ủy ban 13 người không có lịch hợp được lên lịch trước cho vấn đề này. Vụ sát hại 8 người trong đó có trẻ em xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở Allen, Texas vào ngày thứ Bảy đã gây chấn động trong cục lập pháp Texas. Trước đó, chỉ hơn một tuần, một người đã giết chết 5 người hàng xóm của mình ở phía bắc Houston và chưa đầy một năm trước, 19 trẻ em và hai giáo viên đã chết dưới tay một tay súng chỉ mới 18 tuổi ở Uvalde, Texas. Trong cả ba vụ này, nghi phạm đều sử dụng súng trường kiểu AR-15. Sam Harless, dân biểu đảng Cộng hòa từ khu vực Houston, người đã bỏ phiếu để ủng hộ đưa dự luật ra Hạ viện, cho biết đây là cuộc biểu quyết xúc động nhất mà tôi từng tham gia. Và tôi đã không thể kèm được nước mắt sau khi bỏ phiếu. Những giọt nước mắt đó có nghĩa là trái tim tôi nói rằng tôi đã lựa chọn đúng. Dự luật nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua súng trường kiểu AR-15 từ 18 lên 21 tuổi vẫn phải được toàn bộ Hạ viện Texas xem xét và sẽ có kết quả nội trong tuần này. Nhưng ngay cả khi được thông qua, một viễn cảnh khó xảy ra thì nó sẽ còn phải đối mặt với sự bác bỏ gần như chắc chắn của Thượng viện tiểu bang, nơi phó thống đốc cánh hữu cứng rắn Dan Patrick nắm quyền kiểm soát mạnh mẽ. Các nhà đứng đầu đảng Cộng hòa ở Texas từ lâu đã phản đối các biện pháp hạn chế súng đạn và trong các phiên hợp lập pháp gần đây đã nới lỏng các quy định về súng, bao gồm cả việc thông qua luật năm 2021 cho phép người trưởng thành mang theo súng ngắn mà không cần có giấy phép. Trong nhiều tháng qua, các dân cử đảng Dân Chủ và những người ủng hộ kiểm soát súng đạn đã thúc đẩy mạnh mẽ dự luật nâng cao tuổi mua súng, được gọi là House Bill 2744. Vụ việc ở Auckland đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ cũng như mang đến giải pháp mới. Sáng ngày thứ hai, hơn 100 người biểu tình đã xếp hàng dọc các sảnh và cầu thang lối vào Hạ viện, đều hô vang, nâng tuổi lên đi, vang vọng khắp nơi, dù dự luật không ngăn được vụ nổ súng ở Orlin, tay súng 33 tuổi, nhưng ít ra nó có thể ngăn được vụ việc thương tâm ở Uvalde. Căn phạm đã đợi đến sinh nhật thứ 18 để mua hợp pháp một cặp súng AR-15 để rồi sử dụng vũ khí đó với những đứa trẻ. Dự luật 2744 được thông qua với 8 phiếu thuận và 5 phiếu chống, trong đó có hai dân cử đảng Cộng Hòa bỏ phiếu thuận, bao gồm ông Hollis và dân biểu Justin Holland, đại diện cho quận Collin, nơi có Allen. Dự luật sẽ không được đưa ra ngay lập tức trước toàn thể Hạ viện. Ngày cuối cùng để Hạ viện thông qua các dự luật là ngày thứ Năm, mặc dù một số dân cử đảng Dân Chủ tin rằng họ có các biện pháp để buộc bỏ phiếu trước khi kết thúc phiên họp lập pháp vào ngày 29 tháng 5. Người Trung Quốc gặp khó khăn khi mua bất động sản ở tiểu bang Florida. Thống đốc Ron DeSantis của Florida ngày 8 tháng 5 đã ký luật nhằm cấm sử dụng TikTok và các ứng dụng Trung Quốc trên hệ thống máy của trường học và chính quyền. Luật mới cũng hạn chế công dân từ Trung Quốc mua đất ở Florida. Luật này còn cấm các trường đại học ở tiểu bang nhận bất cứ khoản tiền tài trợ hay quà tặng nào từ Trung Quốc. Hôm nay chúng tôi thật sự đã nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc và chúng tôi đang hành động. Ông DeSantis đã nói trong một cuộc họp báo, các quốc gia khác cũng bị Florida xếp vào danh sách đáng lo ngại trong luật mới ký là Nga, Iran, Triều Tiên, Cuba, Venezuela và Syria. Trước đó, các tiểu bang khác của Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với TikTok, ứng dụng có hơn 150 triệu người sử dụng thường xuyên tại Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã cấm TikTok trên các thiết bị do chính phủ cấp vào đầu năm nay luật mới sẽ ngăn công dân công ty từ các quốc gia đáng lo ngại, sở hữu đất nông nghiệp và bất cứ vùng đất nào trong phạm vi 10 mai là 16 km, quanh căn cứ quân sự hoặc hạ tầng công cộng, chẳng hạn như cảng, biển, phi trường và nhà máy xử lý nước thải. Các chủ sở hữu hiện tại của những lô đất nằm trong nhóm này phải ghi danh tài sản với tiểu bang trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 hoặc phải đối mặt với khoản tiền phạt là 1.000 đô la mỗi ngày và bị tiểu bang tịch thu tài sản nhiều người mỹ gốc hoa đã phản đối dự luật này cho rằng nó sẽ khiến mọi người không muốn bán đất cho những người có tên giống tên trung quốc theo luật các đại lý bất động sản có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc hình sự nếu họ biết được việc giao dịch này là không đúng luật nhiều tiểu bang khác ở mỹ như texas arkansas south dakota đang nghĩ đến việc thông qua các lệnh hạn chế tương tự theo scmp Tổng thống Joe Biden và ông McCarthy sẽ đàm phán về mức nợ công khi tình trạng vỡ nợ sắp xảy ra. Cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc gặp này đánh dấu cuộc gặp đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 2 và cũng sẽ có sự tham gia của lãnh đạo đa số Thượng viện George Schumer của đảng Dân Chủ New York, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell của đảng Cộng hòa Kentucky và lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hakim Jeffries thuộc đảng Dân Chủ New York. Hiện tại, mức nợ công quốc gia được đặt ở mức 31,4 ngàn tỷ đô la. Khi Mỹ chạm mức nợ công đó hồi tháng 1, Bộ Ngân Khố đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để tạo thêm khoảng cách vay nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ ngay lập tức. Giờ đây khi các biện pháp đó sắp đạt được giới hạn, các nhà lãnh đạo quốc hội và tổng thống cần phải vượt qua sự chia rẽ chính trị để tìm ra tiếng nói chung và một giải pháp. Trong khi ông Biden và hầu hết những người trong Đảng Dân chủ thúc đẩy tăng mức nợ công vô điều kiện thì bên phía Đảng Cộng hòa đã lập luận rằng việc liên tục tăng mức nợ công mà không cân đối ngân sách liên bang chỉ làm tăng gánh nặng tài chính cho các thế hệ tương lai của người Mỹ. Theo cách suy nghĩ đó, ngày 26 tháng 4, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua một dự luật tăng giới hạn nợ thêm 1.500 tỷ đô la, hoặc đến tháng 3 năm 2024, tùy theo điều kiện nào đến trước nhưng sẽ buộc mức tăng đó phải cắt giảm chi tiêu trong tương lai. Đảng Cộng Hòa thúc đẩy dự luật này như một điểm khởi đầu cho việc thảo luận thêm, nhưng đảng Dân Chủ đã gọi đó là một danh sách mong muốn mang tính đảng phái mà sẽ không có cơ hội được Thượng viện thông qua. Trong khi đó, từ hồi tháng 1, đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã lặng lẽ đưa ra một dự luật không liên quan như một phần của một kế hoạch bí mật nhằm thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về kế hoạch của chính họ bằng một kiến nghị loại trừ Tuy nhiên, thủ tục này khó có thể thành công bởi vì một khối đa số do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ cần phải ký vào bản kiến nghị này. Trong một dòng thuyết vào ngày 7 tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã cáo buộc đảng Cộng hòa áp dụng chiến thuật đàm phán nguy hiểm và cho rằng đảng Cộng hòa MAGA đang đưa ra hai lựa chọn cho chúng tôi. Một là các phúc lợi của cựu chiến binh, chương trình Meals on Wheels, bữa ăn hàng ngày, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, Hai là buộc Mỹ phải vỡ nợ, họ đang bắt nền kinh tế Mỹ làm con tin. Với việc cả hai đảng đều cương quyết giữ lập trường của mình, thì một thỏa hiệp trong cuộc khủng hoảng nợ này có thể là điều khó đạt được. Mặc dù một số học giả pháp lý đã lập luận rằng có thể không cần thỏa hiệp nhờ tù chính án thứ 14. Theo mục 4 của tu chính án thứ 14, tính chất hợp lệ của khoản nợ công của Hoa Kỳ được pháp luật cho phép bao gồm các khoản nợ phát sinh để trả cho các khoản phụ cấp và tiền thưởng cho các quân chủng trong việc trấn áp cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn sẽ không bị chất vấn. Trong giai đoạn bế tắc về mức nợ công như trước đây, tu chính án thứ 14 đã được đề nghị như một giải pháp dự phòng an toàn, có thể áp dụng để tổng thống ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu cách giải thích đó có được chứng minh trước tòa là hợp pháp hay không, vì tu chính án 14 chưa bao giờ được viện dẫn. Vào ngày 7 tháng 5, bà Yellen đã cảnh báo trên ABC News rằng việc chọn cách giải quyết theo tu chính án 14 sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Giá vàng thế giới và những diễn biến ảnh hưởng đến giá vàng Đầu phiên giao dịch của ngày thứ ba, giá vàng thế giới tăng ở mức 2.023 đô la cho một ounce. Vào đêm qua thì giá vàng có lúc tăng hàng chục đô la một ounce, nhưng sau đó đã đột ngột đi xuống, vào tuần trước, bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thông báo, Mỹ có thể vỡ nợ sớm nhất vào ngày 1 tháng 6 nếu Quốc hội không tăng hoặc dừng giới hạn nợ công. Trước lo ngại nền kinh tế Mỹ có thể đi đến vỡ nợ, giới đầu cơ đã dồn vốn vào vàng, giúp đỡ cho giá vàng tăng lên. Chiều ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ gặp nhau để thảo luận về mức nợ công. Hiện thì các nhà phân tích vẫn lạc quan về vàng khi các nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia vào đợt tăng giá. Thị trưởng Ba Lan tử vong tại Ý vì không may rơi xuống đất từ cửa sổ. Truyền thông Ý đưa tin vào ngày 9 tháng 5, một thị trưởng người Ba Lan đã đến Ý làm việc và bất ngờ tử vong vì người này không may mắn bị rơi xuống từ cửa sổ của khách sạn ở Sardinia. Theo Italia 24, nạn nhân trong vụ việc này là Radoslaw Greg Gors, sinh năm 1979, thị trưởng của thành phố Chartwood, Ba Lan. Ông đã không may qua đời vào rạng sáng ngày 9 tháng 5. Được biết, ông Radoslaw đến Sardinia vào ngày 8 tháng 5 để làm việc cùng với phái đoàn Ba Lan và ở khách sạn New Colin trong trung tâm lịch sử của thành phố. Khi sự việc xảy ra, thì ông Radoslaw được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, người phát ngôn của cảnh sát đã cho biết Họ xác định đây là một vụ tai nạn không liên quan đến bạo lực. Khi ông đang ngồi trên thành cửa sổ ở tầng 4 khách sạn thì bị mất thăng bằng và rơi xuống đất dẫn đến tử vong. Phía đại sứ của Ba Lan tại Ý hiện chưa đưa ra thông tin chính thức. Thủ tướng Đức nói rằng đang đối đầu và cạnh tranh với Trung Quốc, Liên minh châu Âu cần nhanh chóng thương mại tự do với nhiều nước khác. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày thứ Ba nói rằng sự đối đầu và cạnh tranh của Trung Quốc chắc chắn đã tăng lên Đồng thời nói thêm rằng việc giải quyết nguyên liệu thô phải diễn ra tại nơi địa phương, không phải ở Trung Quốc hay các nơi khác. Tại nghị viện châu Âu, ông Shaw nói thêm, bất chấp thực tế đó, châu Âu không tách rời mà thay vào đó, đề nghị một sự gỡ bỏ thông minh như con đường phía trước với Trung Quốc, phải nhanh chóng ký kết các hiệp định thương mại tự do với Mercosur, Mexico, Ấn Độ, Indonesia, Australia và Kenya châu Âu phải hướng ra thế giới, vị trí của Liên minh châu Âu ngang tầm với các nước khác và bên cạnh họ. Ukraine báo động không kích 2 phần 3 của đất nước Cò báo động không kích đã vang lên khắp thủ phủ Kiev và trên khắp 2 phần 3 lãnh thổ Ukraine vào ngày 9 tháng 5. Theo hãng tin Reuters, các cuộc khẩn cấp của Ukraine đã phát động không kích đối với thủ phủ Kiev và hầu hết khu vực ở miền Trung và miền Đông Ukraine vào ngày 9 tháng 5, những địa điểm này trải dài từ thành phố Vinnytsia ở phía Tây cho đến Kherson và Odessa, bao phủ 2 phần 3 lãnh thổ của Ukraine. Các quan chức ở Kiev cho biết lực lượng phòng không của thành phố đang được khai triển. Trước đó ít nhất là 4 người thiệt mạng vào ngày 8 tháng 5 khi Nga tổ chức cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái và hỏa tiễn vào Ukraine. Nga đã đẩy mạnh tấn công trong bối cảnh có thông tin Ukraine sẽ sớm tổ chức cuộc phản công mới để chiếm lại các vùng đất mà bị Nga kiểm soát. Từ ngày 8 tháng 5, Nga đã tung hàng loạt phi cơ không người lái lớn nhất trong nhiều tháng qua để không kích Kiev, Odessa và các thành phố khác của Ukraine. Sự việc xảy ra trong khi Nga đang long trọng kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng Đức Quốc xã ngày 9 tháng 5. Trung Quốc vừa ra đòn trả đũa Canada vì vụ trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc. Hôm nay, ngày 9 tháng 5, Trung Quốc trục xuất một nhà ngoại giao Canada ở Thượng Hải để đáp trả hành động trước đó của chính phủ Canada. Trong tuyên bố ngày 9 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án việc Ottawa ngày 8 tháng 5 đã trục xuất nhà ngoại giao Shao thuộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Toronto. Nhà chức trách Trung Quốc đồng thời thông báo về biện pháp ăn miếng trả miếng là quyết định trục xuất lãnh sự Jennifer Ling Lalonde thuộc Tổng lãnh sự quán Canada tại Thượng Hải tuyên bố cho hay Bắc Kinh yêu cầu bà rời khỏi Trung Quốc trước ngày 13 tháng 5. Tin từ Hồng Kông, phiên tòa đầu tiên vụ giết hại người mẫu Thái Thiên Phượng. Phiên tòa đầu tiên đã diễn ra vào ngày 8 tháng 5, có 6 nghi phạm liên quan đến vụ án người mẫu Abitroy là Thái Thiên Phượng bị giết, phân xác, đã có mặt tại phiên điều trần diễn ra ở tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long thuộc Hồng Kông. Theo Straits Times, là truyền thông địa phương thông tin, Choi, 28 tuổi, được phát hiện bị giết và phân xác tại làng Lung Mei thuộc quận Taipo vào ngày 24 tháng 2. Nghi phạm trong vụ án này là gia đình chồng cũ 4 người cùng với vài người khác có liên quan, được cho là vì tranh chấp tài sản. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hộp sọ được tìm thấy ở một trong hai nồi súp lớn tại hiện trường và hai đôi chân trong tủ lạnh là của Apitroy. Xuất hiện ở phiên điều trần, ông Khoan Khao, 65 tuổi, là cha chồng cũ của nạn nhân, Anthony Khoan, 31 tuổi, anh trai của chồng cũ nạn nhân và Alex Khoan, 28 tuổi, chồng cũ nạn nhân, mỗi người đều bị buộc tội giết người. Bà Jenny Lee 63 tuổi, mẹ chồng cũ nạn nhân, bị buộc tội cản trở làm sai lệch tiến trình điều tra. Bà đã xóa tin nhắn và nhật ký cuộc gọi trong điện thoại sau vụ việc. Hai nghi phạm còn lại là Lam Sun 41 tuổi, người cho thuê thuyền và Irene Poon 29 tuổi, thất nghiệp, bị buộc tội giúp đỡ Alex Wong bỏ trốn. Các nghi phạm không được quyền lên tiếng mà chỉ nghe phía công tố để trình chứng cứ đọc bản tường thuật vụ án. Một nghi phạm thứ bảy là nhân viên massage 47 tuổi, nhân tình của Korn Kau, trước đó cũng đã bị buộc tội giúp đỡ cho tội phạm Alex Korn ẩn náo. Tuy nhiên, nghi phạm này không xuất hiện tại phiên điều trần ngày 8 tháng 5. Phía công tố viên cũng cho biết không có thêm vụ bắt giữ nào khác trái ngược với những tin đồn thổi vừa qua. Phía công tố viên tiết lộ vết máu trên xe của Anthony Korn trùng khớp với ADN của Albichoy, hơn ba chục món đồ tìm thấy tại hiện trường gồm dao, cưa mái, búa được giải quyết, xét nghiệm ADN nên cần thời gian. Thêm vào đó, mẹ của Thái Thiên Phượng, chồng và cha mẹ chồng hiện tại của cô người mẫu này được xem là nhân chứng mới nên công tố đề nghị khoảng phiên tòa đến ngày 31 tháng 7. Người dân sống tại vùng Luong Me Xuan cảnh giác với người lạ kể từ sau vụ án. Họ bắt đầu gắn camera theo dõi khắp nơi và tránh xa hiện trường vụ án. Một số người ở gần cũng đã chuyển đi nơi khác để ở cô giáo đại hàng làm thiệt mạng cậu bé Việt Nam bị 19 năm tù. Cha mẹ cậu bé xin tòa đại hàng tăng án. Báo South China Morning Post kể rằng cô Võ Thị Nhung đang làm giáo viên ở Việt Nam thì cô quyết định nghỉ việc vào năm 2020 để cùng chồng là Trần Anh Đông, người đã chuyển đến đại hàng. Vào tháng 3 năm 2021, con trai Trần viết bắt chào đời tại Hoa Sion, tỉnh gyeonggi một tai nạn lao động và các cam kết học tập đã khiến cha mẹ phải gửi đứa con 18 tháng tuổi của họ đến một nơi giữ trẻ vào tháng 11 năm 2022. Năm ngày sau, cậu bé chết tại nơi này. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé 18 tháng tuổi đã chết ngạt. Điều tra của cảnh sát cho thấy một giáo viên coi trẻ ban ngày muốn đứa trẻ ngủ nhiều hơn nên đã dùng vũ lực quá mức đối với em trong 15 phút. Công tố đề nghị mức án 30 năm tù cho người giáo viên, cho rằng cái chết là kết quả của một vụ giết người do sơ suất nghiêm trọng, trong khi bị cáo cho rằng đó là một tai nạn. Chủ tòa phiên tòa trước đó đã kết án giáo viên này 19 năm tù. Hai vợ chồng Võ và Trần kháng cáo phán quyết cho rằng bản án không đủ khắc nghiệt. Trần, người cha đã nói, 19 năm là quá nhẹ, giết con tôi mà chỉ bị 19 năm tù. Chúng tôi đang đấu tranh để khiến cô giáo này lãnh hơn 19 năm tù ông Trần vẫn nhớ con trai mình khỏe mạnh như thế nào. Cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ kỹ và đột ngột qua đời, thật khó để chấp nhận. Tin Việt Nam, Úc phản hồi tuyên bố của phía Việt Nam về cờ vàng trên đồng tiền lưu niệm. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia vừa phản hồi tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc phản đối Canberra phát hành đồng xu lưu niệm có in hình mà Hà Nội nói là cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa Chúng tôi ghi nhận tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết trong một tuyên bố gửi qua email nhưng không đề cập đến việc sẽ chỉnh sửa hay thu hồi đồng xu này theo yêu cầu của Việt Nam. Đồng xu và tem kỷ niệm mà người phát ngôn đề cập là nhằm tôn vinh những người Australia từng phục vụ tại Việt Nam. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết Thiết kế của đồng xu và tem phản ánh màu sắc của các giải huy chương phục vụ được trao cho những quân nhân này, bao gồm Huân chương Việt Nam được phong tặng vào năm 1968 trong tuyên bố viết theo trang tin tức chính thức của Thủ tướng Australia và Nội các. Huân chương Việt Nam được Nữ hoàng Anh đại diện cho hoàng gia Anh phong tặng vinh danh các thành viên của lực lượng phòng vệ Australia và các thành viên của các tổ chức từ thiện phục vụ tại miền Nam Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn từ ngày 29 tháng 5 năm 1964 đến ngày 27 tháng 1 năm 1973. Mặt trước của tấm quân chương khắc chân dung của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị kèm theo dòng chữ Latin có thể được hiểu là Elizabeth đệ nhị mang ơn Chúa, nữ hoàng và đấu tranh cho sự trung thực. Mặt sau đệ chữ Việt Nam và khắc họa một người đàn ông có hành động đẩy hai quả cầu sang hai bên. Trang này nói rõ rằng màu vàng và ba sọc đỏ trên tấm băng huy chương tượng trưng cho Việt Nam Cộng Hòa. Giải huy chương có sọc vàng của miền Nam Việt Nam ở trung tâm. Giải băng cũng có một sọc màu xanh đại diện cho hải quân, hai sọc đỏ tượng trưng cho lục quân và một sọc xanh nhạt cho lực lượng không quân. Huân chương Việt Nam được Hoàng gia Anh thành lập vào ngày 8 tháng 6 năm 1968 và được Thủ tướng Australia lúc bấy giờ là ông John Cotton ký phong tặng. Hơn 60.000 binh sĩ Australia đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam bên cạnh các lực lượng của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa và 523 binh sĩ Australia đã hy sinh trong cuộc chiến này. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Tôi tên Phan Thị Lý ở Việt Nam, cần nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ tìm chồng tôi tên là Sao Folino, sinh năm 1947. Năm 1970, do mãn hạng lính nên được chính phủ Mỹ gọi về và thất lạc tại Biên Hòa Đồng Nai. Địa chỉ nhà cũ của chồng bên Mỹ là 21 Charter Street, Boston, Massachusetts, 02113. Tôi đã lớn tuổi hy vọng sẽ gặp lại ông. Đây là hình của tôi lúc trẻ, xin hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại 039-608-6236 ở Việt Nam nếu như quý vị có biết tin tức gì từ chồng của tôi. Hồng Loan xin được nhắc lại, số điện thoại của cô Phan Thị Lý là 039-608-6236. Xin chào Hồng Loan và Bảo Lộc, mình là Bùi Ngọc Vân, muốn tìm bạn Lào Huỳnh Kim Hồng trước năm 1975, học chung trường trung tiểu học Thăng Long ở Tam Hiệp Biên Hòa. Nay nhờ hai em tìm giúp. Mình hiện đang sống ở Mỹ. Xin liên lạc email ngọcanh 2011 yahoo com hoặc số điện thoại 774-232-8041. Cảm ơn hai em. Chúc chương trình của hai em gặt hái nhiều thành công. Dạ, xin cảm ơn chị. À, Hồng Loan xin được nhắc lại địa chỉ email của chị Ngọc Anh là ngọcanh2011-yahoo.com và số điện thoại là 774-232-8041. Lan Lộc kính mong quý vị chia sẻ dùm cho Lan Lọc hai lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, ngày hôm nay, chiều hôm nay làm gì Lê Lan? À, kể chuyện vui đi Bảo Lọc ơi. Cái chuyện vui nữa hả? Ừ. Cái chuyện vui. Hình, hình như bữa giờ cũng được sự trợ giúp của mấy anh anh chị, các anh chị, cô chú gửi chuyện vui Bảo Lộc hơi nhiều phải không? Đúng rồi, gửi rất là nhiều. <laughs> Để con nhớ có con, câu con, con chuyện nào vui vui nha. Ừ rồi con câu chuyện về học sinh học trò tuổi học trò hả tuổi học trò ừ có hai người bạn gặp nhau một người bạn cái mặt bí xị. người kia mới hỏi ê có chuyện gì không hôm tối hôm qua ba mày gọi điện thoại cho tao ừ, mày đang đâu mà có chuyện gì vậy à hôm qua tao đi chơi về trễ tao mới nói là đi học nhóm với nhóm bạn trong lớp vậy là ba tao rút điện thoại ra gọi liền thấy chưa mày phải cảm ơn tao đó tao làm đúng ý mày luôn Cảm ơn gì mà cảm ơn. Tối hôm qua đó, ba tao gọi cho 10 đứa tụi bay. Đứa nào cũng nói là học ở nhà nó. Có đứa đó còn giả giọng tao nói giọng xa xa nữa. Ba, có gì không ba? Trong khi tao đang đứng trước mặt ba tao, tụi bay nhiệt tình quá đáng. <laughs> Đúng là quá nhiệt tình. Vậy lần sau mà gọi điện thoại là không bao giờ mà tin được. Binh bạn mà. Đúng rồi ba hỏi là có học nó nhá nó đang học với con nè, bác đừng lo à. thì đó gặp nguyên đám bạn đi chơi cái ủa tối qua uh, mày đi ra chơi đâu dạ nó qua nhà con mà cũng nói qua nhà con <laughs> ok ngày nay lộc lan kính gửi quý vị một số tin tức mình nụ cười nhỏ nhỏ Cứ chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của lan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại